Nói không ra hơi đâu nhưng mà kiểu rất là bận, rất là vui, rất là chiều. Xứng đáng bỏ học đi làm cái này nha. Xứng đáng luôn. Ok, kiểu thay vì mình cầm sách đúng không, bây giờ mình cầm đóng dép này. Đó. Rồi bây giờ quan tâm. Dầm đi vô nha. Nóng lắm luôn á, 20-30 độ á. Mà mình đi phơi nắng luôn. Thank you.
hoa bách nhật hả? Hoa bách nhật. Còn đây là hoa, à, đây là trái đậu me. Cái gì? Đậu me. Đậu me. Cái gì đây là hoa bắc nai nhỉ? Em không biết hoa bắc nai là hoa gì đâu. Đây là trái miền Bắc này. Giống mà nó không có một, nó giống như là cái lá vậy á. Đèn lô tím này. Bình bán. Hoa kim vàng nè. Đây là hộp bình bán. Trời đầu tiên. Hoa được biết nè. Đây là hoa lăng tím nha. Biết xanh được biết tím. Đậu biết. Hoa gì có màu hồng không biết. Thì cho nên là cái hạt hoa đậu biết nè. Để mình trồng. Giống. Ủa chu vàng là mình trồng bằng cái này hả chị? Trồng bằng cái hạt đó, cây. À. Hoa chu vàng đó. Nó giống như trái hoa, trái chuông á. À. Đây là hoa hồng. Tất nhiên là vào ngày Chủ nhật thì mình sẽ đi lễ rồi. Đây là một cái hoạt động mà mình rất là mong đợi và mình rất là thích mỗi khi mà tới Chủ nhật. Bây giờ là 10 giờ rồi. Mày thấy trăng không? Nè. Nó chỉ còn nửa cái bánh thôi, bị ăn mất một cái rồi. Ăn mất nửa cái bánh trăng rồi. Bây giờ sẽ ra ngoài. Ra ngoài cùng với hai người bạn. Xong rồi cùng con mèo với con chó. Đây là cái khu vui chơi cho con nít vậy đó. Là đi dạo vậy đó mà. Mà trời trời tới thôi à. Không có, ở đây cái đường này không có dành cho tim sợ ma. Mà vui lắm. Ai là đi đóng cửa hả? Tưởng gì? Đó. Mình sẽ đi tắt đèn. Đi tắt đèn cái cổng ngoài kia. Cổng ngoài kia. Xong rồi mình đi bộ vô. Mình đi ngủ. Bây giờ đã là 11 giờ rồi. Sau khi mà mình ăn chè xong rồi luôn. Không còn thấy gì hết. Chỉ nghe được tiếng của mình thôi. Trăng nè. Trăng sáng quá trời luôn. Không sao nữa.